Xin chào các bạn nhé. Rất là nhiều người đang hỏi Mạnh Phát là ở nhà mình bây giờ là có những chiếc xe gì 133 giá rẻ có không, xe đắt tiền có không, bình nhỏ bình to, nói chung là rất là nhiều câu hỏi. Thì hôm nay Mạnh Phát sẽ giải đáp cho mọi người trong cái video này nhé. Đầu tiên đấy, nếu như các bạn cần một chiếc xe giá rẻ đúng không ạ, đây giá rẻ đây, đây giá rẻ đây, con này chính là xe hiện tại đang là phân khúc rẻ nhất của nhà mình đấy. Mình phải đính chính một chút về cái mẫu xe này nhé, không anh em lại đang thắc mắc. Con xe này thời điểm khi mình lấy về bán cho mọi người với giá là 6.990.000 nhé. Và trước Tết có làm một chương trình khuyến mại với giá là 6.690.000 đúng không ạ? 6.690.000. Và hiện tại thì hiện tại là để rất là khó. Video này sẽ là video cuối cùng. Chiếc xe này có giá là 6.690.000 nhé. Sau video này mình sẽ xóa hết những video đã khuyến mại. Và giá của chiếc xe này nó sẽ quay lại. Mình nói thật với anh em là bây giờ nhập vào nó đã đắt hơn rồi. Mình đã nói rồi, trước Tết là thời điểm vàng để chúng ta mua được chiếc xe với giá hợp lý. Còn sau Tết tất cả các nhà cung cấp họ đều lên giá rồi. Và bây giờ là video cuối cùng, coi như là những chiếc xe trong video này Mạnh Phát bán đi cho mọi người khoảng 5 đến 10 chiếc sẽ là giá gốc, gần như không lợi nhuận. Bởi vì giá xe giờ nó đã tăng rồi, không thể bán với giá 6.690.000 nữa. Và nó sẽ tăng lên giá là 6.990.000 nhá. Vậy thì chiếc xe này có cái gì thì đây, anh chúng ta sẽ quay một vòng quanh xe cho mọi người xem để mình dắt cái xe này ra cho người ta đi vào. Đây, đấy, mọi người quan sát nhá. Một chiếc 133 cái kiểu dáng này thì chắc chắn là mọi người quá quen thuộc rồi đúng không ạ? Quá quen thuộc rồi. Đấy. Quá quen thuộc, xe đi được khoảng 450 cây một lần sạc nhá, tốc độ tối đa khoảng gần 40 cây một giờ, được bảo hành chính hãng 1 năm và miễn phí vận chuyển trên toàn quốc nhá. Khi mua xe mọi người sẽ được tặng kèm mua hiểm này, giỏ này, sạc đầy đủ nhá, đầy đủ. Đấy. Tiếp theo một cái mẫu mà có lẽ là nó sẽ đẹp hơn một chút và nó cao cấp hơn một chút thì đây, phiên bản này. Phiên bản này thời điểm mới ra mắt có giá là 7.500.000 và có một số thời điểm trước tiết Mạnh Phát cũng đang khuyến mại cái mẫu này nhá. Đây, mẫu này thì được trang bị đèn chiến binh này, tay xách đằng sau là tay xách nhôm này, nhìn nó bắt mắt hơn và nó cứng cáp hơn nhá. Đấy. Con này thì sẽ có giá là 7.200.000 thời điểm bây giờ nhá. 7.200.000. Đấy, và xe này sẽ có màu đen này, màu đỏ mận nha anh em nhé. Đây, mình sẽ bật khóa cho mọi người xem phiên bản này. Đây, đèn chiến binh này, xi nhan này, càng nhôm nhá. Đấy, xe này là 7.2 triệu và vẫn được miễn phí vận chuyển trên toàn quốc. Và tốc độ tối đa của chiếc xe là 40 cây một giờ và cũng đi được khoảng 450 cây một lần sạc nha anh em nhé. Đây, tay xách đằng sau bằng nhôm thì nhìn nó sẽ khôn xe hơn nhá, khôn xe hơn và chắc chắn hơn. Khi mua xe thì vẫn được tặng kèm là mũ hiểm này, giỏ này và xe sẽ có cả khóa từ điều khiển từ xa nhé, không cần chìa này. Tốc độ thì sẽ có hai nấc tốc độ nhé. Đây là hai phiên bản xe 133 rẻ nhất hiện tại bây giờ nhé. Hiện tại giờ thì hai mẫu này là rẻ nhất. Còn quay lại phiên bản cao cấp nhất mà Mạnh Phát đang phân phối đến anh em chính là phiên bản này. Đây, mình sẽ dắt cái xe này cho mọi người xem. Đấy. Phiên bản này là phiên bản mới nhất ra mắt vào hôm mùng 6 Tết nhé. Thì đây, phiên bản này có cái gì khác biệt thì đây anh em sẽ nhìn này. Đây, chiếc xe nó đã trường xe hơn rồi đúng không ạ? Nhìn chúng ta đã thấy là chiếc xe đã khôn hơn rất là nhiều rồi. Đây, con này thì được trang bị bình to nhá, bình lớn, dùng bình lớn cho mọi người nhá, yên dài hơn này. Đây, mọi người sẽ nhìn thấy nhá. Đây, đấy, yên nó sẽ dài hơn yên con này. Đây, mình sẽ để gần để cho mọi người so sánh nhá. Đây, yên nó sẽ là yên dài hơn, khung xe nó sẽ trường xe hơn nhá. Tất cả đồ đạc trên xe là đồ cao cấp hơn. Đây, từ cái giảm sóc mình sẽ bóc cho mọi người xem này. Đây, giảm sóc này rất là cao cấp. Và mẫu này ngay khi mùng 6 Tết về đã tạo nên một cơn sốt là cháy hàng luôn. Từ hôm mùng 6 Tết đến giờ Mạnh Phát lấy cái lô này là đến hơn 40 xe rồi. Và tất cả mọi người ủng hộ rất là nhiều và phản hồi rất là tích cực cái mẫu xe này. Đây, và để chân cũng được trang bị chất lượng này, có ốp càng rất là đẹp nhá. Giảm sóc còn giảm sóc cao cấp hoàn toàn luôn này. Phần đèn hậu cũng là đời mới nhá. Đây, sẽ hẳn ni lông cho mọi người dễ nhìn. Đấy. So sánh với con này đi, khác nhau hoàn toàn đúng không ạ? Ngày xưa chỉ có đèn này là đẹp lắm rồi, thì năm nay nó có đèn này, nó cao cấp hơn. Đấy. Yên xe thì đây, mọi người nhìn nhá, yên con này nó chỉ như thế này, con này thì yên nó sẽ như thế nào. Đây. Nếu như anh em đang lăn tăn là yên con này liệu nó là hai người hơi chật thì yên con này nó dài hơn hẳn luôn, nó dài hơn hẳn luôn nhá. Đấy, nó dài hơn hẳn luôn, nhìn nó khác rồi đúng không? Đây, cái quây nhựa này cũng là quây nhựa đời mới này. Đấy, tem thì chắc chắn là tem nước phủ bóng rồi. Đây. Quây này là quây bình to nhá, thì là bình to rồi. Đấy. Toàn bộ công tắc tay ga của xe là hàng ủ sinh, cũng là hàng cao cấp. Tốc độ chiếc xe này nó cũng sẽ nhanh hơn chiếc xe này nhá. Và đi được khoảng 60 cây một lần sạc, tốc độ tối đa của nó khoảng 42-43 cây một giờ. Đấy, mọi thứ nó hoàn hảo hơn. Và chiếc xe này hiện tại đang được Mạnh Phát bán với giá là 9 triệu
900.000 nhá. Cũng được miễn phí vận chuyển trên toàn quốc và anh em cũng được tặng kèm là giỏ sạc nhé. Chiếc xe này sẽ được bảo hành chính hãng lên đến 2 năm. Đấy, bình ắc quy hệ thống điện 1 năm còn lại là 2 năm tất. Kể cả công tắc tay ga này cũng được bảo hành 2 năm luôn. Thế mọi người biết là cái độ chất lượng của chiếc xe này sẽ như thế nào so với những chiếc xe bình thường nhá. Đấy là lý do vì sao mình phát chọn cái phân phối chiếc xe này. Bởi vì nó có rất nhiều tính năng ưu việt này, đẹp hơn này, hầm mố hơn và sang trọng hơn nhá. Đấy, cũng là 133 thôi nhưng mà càng ngày nó cải tiến lên nó càng đẹp hơn. Đấy, bởi vì lý do là những chiếc xe 133 này chúng ta sẽ không cần phải đăng ký. Nếu như chúng ta đi một chiếc xe máy điện như là Vespa hay là X-Men thì chúng ta sẽ phải đăng ký biển, đúng không ạ? Và giới hạn độ tuổi. Tuy nhiên là 133 này thì chúng ta sẽ không cần phải đăng ký. Và các bạn học cấp 1 và cấp 2. Cấp 1 thì có lẽ lớp 5 thì chỉ số ít thôi, nhưng cấp 2, lớp 6, lớp 7, lớp 8 trở lên là chúng ta đã đi thạo rồi. Và càng ngày càng thay đổi thì cái chiếc 133 này nó mang hơi hướng là giống như một chiến binh, mạnh mẽ hơn và nó cá tính hơn những chiếc xe ngày xưa rất là đơn giản. Đây, đời đầu của 133 nó sẽ như này mọi người nhé, nó rất là đơn điệu. Đấy, rất là nhẹ nhàng. Đấy, nhưng mà mọi người nâng cấp lên cái đời này thì anh em sẽ nhìn thấy nó đẹp hơn rất là nhiều. Đấy, bù lại chất lượng nó tốt hơn, đi xa hơn và nó sành điệu hơn nhé. Đấy, anh em có nhu cầu về những cái mẫu 133 này hay muốn tìm hiểu kỹ hơn thì nhấc máy lên và alo Mạnh Phát qua số điện thoại là 0358 993 993 hoặc là 085 993 1111 để được tư vấn kỹ hơn nhé. Điều kiện để mua xe rất là đơn giản thôi. Anh em đặt cọc trước 1 triệu, nhận xe thanh toán nốt nhé. Thời tiết đợt này nó hơi âm u nên là quay video nó hơi tối thì có gì anh em thông cảm nhé.